Ngoài bận rộn với công việc chăm sóc gia đình con cái thì mỗi ngày mình đều bỏ ra 30 phút để đọc sách, vừa thư giãn lại học thêm nhiều kiến thức. Đồng hành cùng với mình không bao giờ thiếu đó là máy xông tinh dầu, vì mùi hương từ tinh dầu sẽ làm mình dễ chịu hơn, thư giãn hơn rất nhiều, đặc biệt còn làm sạch không khí và khử mùi nữa đó nha. Ngoài thị trường có rất nhiều thương hiệu tinh dầu, sau khi trải nghiệm 7749 là loại tinh dầu và thương hiệu khác nhau, và rồi mình đã tìm ra được chân ái của mình rồi nè. Đó là tinh dầu đến từ nhà Aroma, vì em này 100% tinh khiết thuần tự nhiên, chứng nhận cốt hơn của anh đó nha. Đây là tinh dầu xả cam, thành phần là 100% tinh dầu tự nhiên hỗn hợp như là cam ngọt, cam hương, gỗ hồng, xả chanh, vỏ quýt, hương thảo. Aroma thì quá uy tín rồi nên mình cũng múc em máy xông tinh dầu của nhà Aroma luôn. Máy nhỏ gọn tiện lợi, có thể sử dụng trong nhà, trên xe ô tô, dễ dàng mang đi chơi, đi du lịch, chất liệu bằng nhựa nên không sợ vỡ hư hỏng. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, mình sẽ cho nước vào bình gần đầy như trên clip của mình nè, sau đó dở 5-6 giọt tinh dầu vào, cắm điện vào những lúc khởi động, thế là xong rồi đó cả nhà. Đó, mọi người thấy hơi nớ bốc lên không? Phải công nhận mùi hương của tinh dầu giúp tinh thần của mình thư giãn, giảm áp lực lo âu, khử mùi, tạo không khí ấm áp vui vẻ, tạo sự ngọt ngào, hỗ trợ đường hô hấp, xông hơi, giảm đau đầu, thanh lọc cơ thể, lưu thông khí huyết. Và Aroma có hơn 150 loại tinh dầu để cho mình tha hồ lựa chọn luôn đó cả nhà.